Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có phải lãi suất trái phiếu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng là lý do để anh chị mua trái phiếu không? Và có lẽ thì Hòa đang thấy là mọi người đang so sánh hai cái thông tin này để mà làm căn cứ để mua trái phiếu doanh nghiệp. Thế thì có những cái trái phiếu á là lãi suất trái phiếu nó chỉ bằng lãi suất tiết kiệm thôi. Có những trái phiếu mà lãi suất trái phiếu lại chỉ nhỏ hơn lãi suất tiết kiệm. Đó. Thì chắc chắn là anh chị không mua. Như vậy có đúng không? Và dựa vào riêng căn cứ này để mà quyết định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có hoàn toàn đúng hay không? Thì hôm nay Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn khác để anh chị có căn cứ khi mà tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Không phải duy nhất tiêu chí lãi suất làm căn cứ để anh chị thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, mà nó còn ba cái lý do khác để mà anh chị mua trái phiếu doanh nghiệp. Anh chị hãy nhìn vào ba cái lý do này nữa để mà quyết định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp anh chị nhá. Xin mời anh chị và các bạn xem video chia sẻ của Hòa về ba lý do không phải là lý do so sánh lãi suất để quyết định tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là cách để mà anh chị giảm thiểu rủi ro mất tiền khi mà anh chị all in vào tiết kiệm, tức là đầu tư toàn bộ vào tiết kiệm ngân hàng, thì việc phân bổ sang trái phiếu doanh nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro mất tiền cho anh chị các bạn. Có lẽ đây là một trong những cái lý do đầu tiên mà Hòa muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn. Nó rất là trực quan, rất là rõ ràng. Và mong muốn của Hòa trên kênh YouTube hay là trên blog tiền của tôi.vn cũng vậy, luôn luôn mong muốn tìm các cách thức đầu tư để mà anh chị giảm thiểu rủi ro nhất. Và có lẽ thì Hòa sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị dễ hình dung hơn nhé. Hòa ví dụ là anh chị có 1 tỷ, đúng không nào? Anh chị gửi hết tiết kiệm ở ngân hàng Bắc Á với lãi suất là 7% trên năm, kỳ hạn 12 tháng, đúng không nào? Hoặc giả sử nhé, nếu không may xảy ra giống như cái thời trước đây các ngân hàng mình mua không đồng nhé, ví dụ như là Ocean Bank hay là Đông Á Bank hay là GB Bank, đấy, các ngân hàng mà buộc phải phá sản, đúng nào, thì anh chị sẽ mất 1 tỷ đồng, đúng không ạ? Và anh chị chỉ nhận được cái gì? Nhận được 75 triệu đồng tiền bảo hiểm, tiền gửi. Đó. Thế thì rõ ràng ở đây câu chuyện là gì? Khi mình all in vào một tài sản là sổ tiết kiệm thì cái rủi ro mất tiền của mình là mất hết, tức là mất hết gốc ấy. Đấy, nó mất hết cơ. Tất nhiên là gửi tiết kiệm thì cái rủi ro thấp hơn, nhưng khi mà nó xảy ra rủi ro ấy thì anh chị sẽ mất hết, đúng không nào? Và chỉ nhận lại 75 triệu thôi, đúng không nào? Thế thì Hòa sẽ so sánh một cái phương án thứ hai, đó là gì? Anh chị sẽ chia 1 tỷ ra, đúng không nào? 1 tỷ này chia làm 500 triệu vào ngân hàng Bắc Á Bank và 500 triệu vào trái phiếu của Vingroup. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây là gì? Nếu chẳng hạn không may Bắc Á Bank bị phá sản thì anh chị vẫn còn 500 triệu của trái phiếu Vingroup với lãi suất của trái phiếu Vingroup tương đương 7%, đúng không ạ? Hai lãi suất tương đương nhau, nhưng khi anh chị chia ra 500 500 50 50 thì cái rủi ro là thấp hơn. Mới rõ ràng là gì? Tập đoàn Vingroup còn lớn gấp mấy lần ngân hàng Bắc Á Bank. Đó. Về mặt quy mô vốn, về mặt tài sản nó lớn hơn rất nhiều,
và rủi ro nó cũng thấp hơn rất nhiều so với ngân hàng, bằng Agribank, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là gì, khi mà anh chị phân bổ vốn như thế này thì anh chị đã giảm thiểu rủi ro mất tiền rồi đấy. Thì rõ ràng đây là một cách thức tiếp cận mới để anh chị hiểu rằng là à, khi mình sở hữu một cái tài sản khác tiết kiệm là trái phiếu, cấu trúc lãi tương tự thì cái rủi ro mất tiền anh chị được giảm thiểu nhất cho anh chị. Có lẽ trong thời gian vừa qua thì anh chị đang được nghe rất nhiều các thông tin đại chúng chia sẻ rằng là giá cả hàng hóa đang tăng rất là nhanh, đúng không ạ? Và lạm phát đang có nguy cơ tăng trở lại và thậm chí tăng rất cao, bởi vì là tiền đang bơm ra rất nhiều. Có cái là dịch bệnh chưa được hạn chế lên cái mức độ mà quay vòng tiền, nhân tiền chưa lớn, thì anh chị vẫn chưa nhìn thấy rõ được cái mức độ nguy hiểm của lạm phát nó lớn như thế nào. Và nếu lạm phát nó gia tăng, đúng không nào, lạm phát mà gia tăng thì câu chuyện xảy đến là ngân hàng nhà nước sẽ tăng lãi suất cho vay các ngân hàng nữa và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các cái câu chuyện này xảy đến thì làm sao, đúng không nào, ngân hàng họ sẽ thiếu vốn, ngân hàng thương mại cần tiền để làm gì, để bù đắp cái thanh khoản cho mình, làm cân đối tiền cho ngân hàng. Thế thì rõ ràng là gì, họ phải đi huy động của dân với lãi suất cao hơn, đúng không ạ? Huy động của dân với lãi suất cao hơn thì tự nhiên là gì, lãi suất tiết kiệm tăng lên thôi ạ. Và cái câu chuyện Hòa chia sẻ với anh chị các bạn là cái hồi 2011-12 thì hồi đấy Hòa làm ở ngân hàng quân đội, đi huy động tiết kiệm lãi suất rất là cao, vì lạm phát cái hồi đó là tới 18-20%, mình đi huy động lãi suất cực cao luôn. Nó thông qua rất nhiều hình thức, anh chị có thể là thấy rằng là ngân hàng Ocean Bank đấy là một trong những ngân hàng điển hình huy động lãi suất cao, và rất nhiều các cán bộ đã bị bắt và vì một cái là huy động mà vượt trần của ngân hàng nhà nước. Thế thì câu chuyện ở đây là gì, thời điểm đó mà không huy động lãi suất cao thì không có tiền ấy. Không có tiền thì tiền lúc đấy lại rất đắt giá anh chị nhé. Khi mà ngân hàng nhà nước họ thắt cái lạm phát lại, tức là họ không cho vượt qua cái ngưỡng đó, thì cái lãi suất tiết kiệm nó sẽ tăng lên, và do đó mà gì, các ngân hàng họ phải huy động cao lên để họ bù đắp cái thanh khoản của họ, vì tiền lúc này là rất có giá trị. Ai mà có tiền tiết kiệm, ai mà có tiền mặt tại cái thời điểm mà kiềm chế lạm phát này, khi mà kiềm chế lạm phát thì thực sự là rất có giá trị. Thế thì câu chuyện ở đây là gì, lãi suất tiết kiệm tăng thì tại sao lãi suất trái phiếu tăng, đúng không, tại sao trái phiếu lại có giá trị lúc này? Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị rõ hơn về yếu tố này anh chị các bạn nhá. Và đó chính là một cái cấu trúc lãi suất mà Hòa sẽ gửi tới anh chị và các bạn hiểu rõ về lãi suất coupon của trái phiếu doanh nghiệp anh chị qua nhé. Nhưng trước hết xin tặng cho Hòa một cái like để Hòa có động lực chia sẻ với anh chị các bạn nhiều hơn nữa. Và nếu các bạn muốn đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều hơn các video của Hòa trong thời gian sắp tới, về cổ phiếu, về trái phiếu, về quỹ đầu tư, về cho vay ngân hàng, về lập kế hoạch tài chính cá nhân, về lập kế hoạch mua nhà, vân vân, rất nhiều ạ. Anh chị và các bạn thân mến, Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cấu trúc về lãi suất coupon của trái phiếu nhé. Lãi suất coupon của trái phiếu sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với một cái biên độ. Đây là các cái trái phiếu dài hạn và lãi suất thả nổi, thông thường là như vậy. Và Hòa hay chia sẻ về các cái trái phiếu của TCBS hoặc phân phối thì nó đều theo một cái cấu trúc như thế này: lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu là cái gì? Chính là cái lãi suất này, là lãi suất thả nổi đấy. Nó sẽ bằng lãi suất bình quân tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Techcombank hoặc là Agribank. Anh chị bạn nhé,
khi mà lãi suất tiết kiệm tăng lên đúng không ạ? Đó, thì rõ ràng là lãi suất bình quân 12 tháng này tăng đúng không nào? Và rõ ràng là gì? Lãi suất tham chiếu sẽ tăng lên. Và lãi suất tham chiếu tăng lên thì lãi suất trái phiếu sẽ tăng thôi, đúng không nào? Thế thì cái cấu trúc lãi này Hòa sẽ chia sẻ với anh chị để anh chị hiểu là cái trái phiếu Vingroup, anh chị nhìn thấy này, Hòa lấy một ví dụ nhá, là lãi suất tham chiếu bằng lãi suất bình quân của 4 ngân hàng là Vietcombank, BIDV, Techcombank và Vietinbank, biên độ 3.7%. Đấy là cái một cái ví dụ của mình họa một cái phương án trái phiếu Vingroup mà thật đang phát hành, đang bán trên thị trường chị và bạn nhá. Đó, có lẽ thì Hòa sẽ lấy một cái ví dụ minh họa để anh chị hiểu là khi mà lãi suất tham chiếu tăng thì lãi suất thực nhận mà nhà đầu tư nhận được khi đầu tư trái phiếu sẽ tăng lên như thế nào anh chị các bạn nhé. Anh chị sẽ rất dễ hình dung với phương án này đấy ạ. Anh chị và các bạn thân mến, đây là một cái trái phiếu Vingroup đang phân phối tại TCBS. Hòa có thống kê rất là rõ ràng ở một cái mức lãi suất tham chiếu hiện tại giờ đang là 5,975%. Thế thì nếu mà tình hình thị trường không có gì thay đổi trong vòng 3 năm nữa, đúng không ạ? Đấy, đến 2024, giả sử nó không có gì thay đổi thì lãi suất chưa tái đầu tư đây là 6.51%. Tuy nhiên, vào năm 2022, giả sử tháng 6, lãi suất thị trường lên là 8%, đúng không nào? Nó sẽ lên trong vòng đến năm 2023. Tiếp theo, lãi suất thị trường lại tăng tiếp lên 10%. Lãi suất tiết kiệm ấy ạ. Đó. Đến năm 2024, anh chị có thể thấy là lãi suất trái phiếu thực nhận đang là 8.38%. Nó thay đổi từ 6.51%, đúng không anh chị? Lên 8.38%. Cái đó là lý do vì sao mà Hòa chia sẻ rằng là khi lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất trái phiếu tăng là như vậy, anh chị và các bạn nhé. Hòa vừa chia sẻ với anh chị và các bạn nhìn thấy rồi ạ. Khi mà lạm phát tăng ấy, thì lãi suất trái phiếu doanh nghiệp là tăng lên. Ai sở hữu trái phiếu doanh nghiệp là người đó thắng, đúng nào? Nhưng nếu mà anh chị sở hữu sổ tiết kiệm thì lãi suất của cuốn sổ tiết kiệm của anh chị có tăng không, đúng nào? Hòa ví dụ như anh chị đang sở hữu cuốn sổ 12 tháng mà bây giờ kỳ hạn mới được có 6 tháng, lãi suất nó đã tăng rồi, thì làm sao mà lãi suất tiết kiệm tăng được? Nó phải hết kỳ hạn chứ, đúng không ạ? Đáo hạn cái sổ tiết kiệm thì quay vòng mới thì lãi suất mới tăng được. Thì rõ ràng là gì? Cái trái phiếu ấy nó chỉ có 3 tháng là thay đổi lãi một lần, đúng không ạ? Hay 6 tháng, thường là 3 tháng thôi là thay đổi lãi một lần. Thì 3 tháng mà lãi suất nó tăng lên rồi thì lãi suất trái phiếu sẽ tăng, đúng không? Đấy, còn lãi suất tiết kiệm ấy, đúng không nào? Thì phải 12 tháng thôi. Đấy, thì rõ ràng câu chuyện đấy anh chị nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Lãi suất trái phiếu sẽ tăng nhưng chưa chắc lãi suất tiết kiệm đã tăng vì nó vướng kỳ hạn. Đấy anh chị các bạn nha. Hòa muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái lý do thứ ba mà ít người nói với anh chị các bạn rằng khi trong cuộc sống anh chị và các bạn rất dễ có thể cần tiền, đúng không nào? Anh chị thường là anh chị gửi tiết kiệm, có thể anh chị sẽ tất toán trước hạn để anh chị rút tiền về, hay là anh chị có thể là cầm cố cái sổ tiết kiệm để anh chị vay, đúng không nào? Thế thì với trái phiếu thì sao? Khi mà trái phiếu doanh nghiệp anh chị sở hữu, anh chị nắm giữ ấy, thì anh chị có quyền được bán cho rất nhiều các nhà đầu tư khác. Còn đối với sổ tiết kiệm, anh chị chỉ bán duy nhất là cho ngân hàng phát hành thôi. Đó, thì rõ ràng là đối tượng mà mua lại cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng chỉ có một, nó rất hạn chế. Tuy nhiên là cái ngân hàng mà thanh khoản nó cao thì mới có rút được tiền. Còn nếu mà ngân hàng thanh khoản thấp thì rút tiền rất khó. Với 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ thì có thể rút dễ. Nhưng rút tới hàng trăm tỷ thì không dễ đâu nhé. Cái rất khó đấy. Đó. Thế thì rõ ràng câu chuyện về trái phiếu ấy,
nó sẽ hơn ở cái chỗ đó, nó hơn ở cái chỗ đó. Và Hòa sẽ minh chứng cho anh chị và các bạn về cái hiệu quả khi mà anh chị rút trước hạn hay bán trước hạn trái phiếu doanh nghiệp anh chị các bạn nhá. Bây giờ Hòa sẽ lấy cho anh chị một cái ví dụ để mà anh chị có thể dễ hình dung nhé. Với khoản tiền là 1 tỷ, gửi tiết kiệm là 12 tháng và anh chị sẽ rút trước hạn là 6 tháng rồi rút rồi đấy ạ. Thì chúng ta sẽ có hai phương án, là một là chúng ta gửi ở ngân hàng Bắc Á Banh, đúng không ạ? Lãi suất là 7% trên năm, và nếu mà rút trước hạn thì sẽ được hưởng là 0.3% trên năm. Đây là không kỳ hạn, đúng không ạ? Đấy. Thế thì giả dụ như là anh chị cần tiền, anh chị rút trước hạn lúc 6 tháng thì anh chị sẽ lấy 1 tỷ nhân với 0.3% nhân với 6 chia 12 thì sẽ ra 1.5 triệu đồng, đúng không nào? Trường hợp thứ hai là anh chị sẽ mua trái phiếu Vingroup, đây ạ, trái phiếu Vingroup nhé, lãi suất cũng là 7% và kỳ hạn là 2 năm. Giả sử là anh chị sẽ bán trước hạn với lãi suất là 6% nhé. Đó, thế thì bán ở trên cái ứng dụng TCNVET bán rất dễ, vì khi anh chị bán 6% thì cái người mua người ta sẽ được hưởng 8%, đấy, bán dễ lắm. Ở trái phiếu này khá là thanh khoản nhỉ. Vậy thì cái lãi sẽ bằng như nào? Sẽ bằng 1 tỷ này, anh chị nhân với cả 6%, đúng không ạ? Và anh chị nhân với cả 6 chia 12 sẽ ra 30 triệu, đúng không nào? Rõ ràng là anh chị thấy rằng là với hai phương án này, khi mà rút trước hạn thì cái lãi nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Một cái được 30 triệu và một cái là 1.5 triệu, đúng không nào? Đây là căn cứ, là cơ sở hay là lý do để mà anh chị đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đó. Câu chuyện ở đây chính là gì? Tính thanh khoản của trái phiếu đó. Trái phiếu đó phải tốt và phải thanh khoản thì anh chị sẽ có lợi hơn so với việc gửi tiết kiệm đấy ạ, đúng không ạ? Ok, như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ cho anh chị và các bạn hiểu rất là rõ về ba cái lý do để anh chị có thể lựa chọn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Không phải là lãi suất trái phiếu cao hơn lãi suất tiết kiệm đâu, mà ba lý do này hoàn toàn là khác biệt, đúng không ạ? Và Hòa nghĩ rằng là ít người chia sẻ với anh chị những cái điều này để anh chị có thể quyết định đưa ra cho mình một cách đầu tư khôn ngoan, đúng không ạ? Hòa hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho anh chị rất là nhiều. Và nếu anh chị cảm thấy hay, muốn lan tỏa tới nhiều người hơn nữa thì chỉ cần ấn like giúp Hòa, thì YouTube họ sẽ lan tỏa cái video này tới cộng đồng đấy ạ. Hãy tặng cho Hòa like và lan tỏa tới cộng đồng anh chị các bạn nhé. Hòa còn rất nhiều các video sắp tới ra mắt, anh chị có thể biết được và có thể nhận được thông báo, thì anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông anh chị các bạn nhé. Hòa xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian lắng nghe cái video chia sẻ của Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nhé.